Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Chỉ có 205. Ơi, quân thượng đừng xem nhẹ 205 này. Hậu thế sẽ xưng ngài là Thiên Cổ Minh Quân. Hư danh mà thôi. Cô không muốn làm Thiên Cổ Minh Quân hay gì? Thứ cô muốn là thiên hạ thịnh thế ngàn năm. Nghe nói trị quốc chi đạo của Phương Tiên không người sánh kịp, còn có thể bói toán tương lai quốc vận. Nếu cô nhường thiên hạ này đưa cho tiên sinh, có thể thịnh thế đến ngàn năm hay không? Tiểu đạo không dám, cũng không thể. Tiên sinh và cô gia đều quan tâm thiên hạ, tại sao không được, cớ gì không thể? Quân thượng là thiên tử, thiên mệnh không thể trái, trị quốc chi đạo của Phương Tiên chỉ có thể giảm bớt chiến loạn, chứ không thể nào diệt trừ nó. Tuy có thể biết tương lai của quốc vận, nhưng mà không thể nào thay đổi, nên rút dây động rừng, thiên hạ tất loạn. Dù thiên hạ có ra vào tay của tôi, cũng không có tình hình gì khác so với tình hình của bệ hạ. Tại sao? Đạo pháp tự nhiên. Mời quân thượng đi theo tôi. Quân thượng, hãy nhìn lên trời. Im lặng không nóng nảy, tâm tính này có thể thành đại nghiệp. Ánh mắt này, hắn chinh chiến nhiều năm, chân đạp thi cốt mà ngồi lên vương vị. Trong ánh mắt đó tuy có ác liệm, nhưng mà sâu bên trong lại có một tia sáng. Đó là ánh sáng của trí thuần. Lẽ nào hắn từng là tiên sinh, người trí thuần? Ngộ tính của cô không đủ, đạo pháp tự nhiên rốt cuộc có ý gì? Tuy không nhìn được tướng mạo mà suy ra mệnh cách, nhưng mà chí hướng thái bình ở trong ánh mắt của hắn là chắc chắn. Trong trái tim thuần trí đó có lẽ trỗi dậy từ vực thẳm và ngày càng thuần khiết. Giống như là mặt trời muôn thế không đổi, đạo pháp tự nhiên cũng như là mặt trời mọc phía đông, lặn phía tây. Vạn vật đều có quy luật của nó, quốc cũng vậy. Thịnh nâu suy, khổ tận cam lai, thịnh thì suy. Quân thượng, đạo này phải giữ vững bản tâm, thuận theo thiên mệnh. Như Viên Thiên Chính đã nói, tất cả những thứ mình trải qua, nghĩa nào đều do thiên mệnh. Vậy thì đạo của mình chính là không tín thiên mệnh. 350 năm sau, đại nguy thịnh thế. Vào lúc Bá An đang tuổi 60, một cuộc đảo chính lại được ấp ủ lặng lẽ. Ngụy quốc đã diệt, đổi triều thành cương. Nghe nói Tiêu Công đã trải qua 3 triều, một đời công chính quang minh nỗi nạc, chỉ vì nhiều lần yết kiến Nguy Vương bàn việc miễn thuế mà đã bị nhốt vào thiên lao. Đúng lúc cô đang thiếu một quân thần hết lòng vì dân Tiêu Công, không biết ý của Tiêu Công thế nào. Thần Tiêu Ngọc tham kiến quân thượng. Nhân chính là tư tưởng được Bá An đề cao sau khi thay đổi triều chính. Kể từ lúc kiến lập Đại Cương, Bá An chưa từng đuổi tận giết tuyệt hoàng thất và quan viên trên triều. Hắn cố gắng lôi kéo quan viên tiền triều, rất nhanh đã khống chế quần thần. Sau khi củng cố triều chính, để nhổ sạch tàn dư hủ bại của tiền triều, Bá An đi khắp nơi để tìm kiếm nhân tài. Bất kể là xuất thần, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần tài đức vẹn toàn đều được trọng dụng. Cứ như vậy, hắn dần dần có được thân tín của mình. Tiêu Ngọc được thả ra từ thiên lao, cũng rất nhanh đã trở thành tâm phúc của Bá An, phong làm thừa tướng. Hắn cầm đầu thiết lập đại lục bộ, đặt thân tín của mình vào, đặt tên là Thất Trụ Công. Sau khi Bá An có được thân tín, lập tức phế bỏ chế độ tra truyền quân lối, đổi thành khoa cử cho người có khả năng làm quan, để thuyết phục bách tính và lật đổ chính quyền hủ bại.
trong chiếu lệnh còn bao gồm cả hoàng đế. Hắn tuyên bố không lập phi hậu, thái tử tương lai sẽ chọn ra từ thiên hạ. Văn võ quan thần không đồng ý, quỳ xin quân thượng thu hồi chiếu lệnh. Đến khi đêm đến trời mưa to, quan thần vẫn cứ quỳ gối không dậy, khẩn cầu gặp mặt minh quân. Kẻ nào dám kháng chỉ, thu hồi quan chức giáng xuống thường dân, ba đời con cháu đều không được làm quan. Thất trụ công dẫn đầu rời đi, văn võ quan thần cũng đành giải tán. Sau này để che giấu bất tử chi thân, Bá An học được cách khống chế tuổi tác, diện mạo của hắn. Ngày sau, hắn nhận nuôi 6 đứa trẻ mồ côi từ nhân gian, từ nhỏ đã được Viên Thiên Chính bí mật bồi dưỡng. Cho quân canh phòng nghiêm ngặt, sau khi 6 đứa trẻ thành tài lại cho xây dựng Cương Hiền Giám ở trong núi. Cương Hiền Giám là nơi bồi dưỡng Hoàng Trừ. Hoàng Trừ, người được xác định là người kế thừa ngai vua. Bất kể là quan thần cấp cao hay là dân thường, chỉ cần vượt qua khảo hạch là có thể đi vào. Việc chọn Hoàng Trừ vô cùng nghiêm khắc, 25 một thế hệ, mỗi thế hệ 12 người, mỗi tỉnh lại chỉ chọn một người. Quy chế tuyển chọn khảo sát đều do chính Bá An đưa ra. 6 nghĩa tử của Bá An lúc trước phụ trách bồi dưỡng bọn họ. Bọn họ đều đeo mặt nạ, cả đời không được xuống núi, thân phận ngang thừa tướng. Chỉ có thiên tử gặp được cực kỳ thần bí. Ban tên quốc phó, 6 người được gọi là Lục Quốc Phó. Một ngày, một vị Hoàng Trừ được Bá An nhìn trúng. Cậu ta chính là thiên tử của đời sau. Tiên sinh, rất tốt, đi rút tên đi. Tuấn lệnh. Sao vậy Chu Bắc? Tiên sinh, con không sao. Chỉ là phát hiện một con bọ rất là thú vị thôi. Hình như là tiên sinh từng nói đây là bọ ruồi, đây là bọ mối. Tiên sinh còn nói nó không biết lật mình, nếu không lật lại sẽ bị ánh mặt trời thiêu chết. Ngươi tên là gì? Chu Bắc. Lúc Bá An nhìn thấy thiếu niên đó, có một cảm giác quen thuộc không rõ. Lòng nhân ái và tài văn võ song toàn của thiếu niên khiến Bá An quyết định tự bồi dưỡng cậu ta làm thái tử. Ngày qua ngày, năm qua năm, dù tấu chương có vụn vặt đến đâu, Bá An cũng đích thân tự duyệt. Trải qua 30 năm nỗ lực của hắn, đại cương thịnh thế. Nhưng mà đúng vào thời khắc hưng thịnh ấy, ngoài biên truyền đến tin khởi binh phản quốc. Lục trụ công đến. Tiêu công lớn tuổi không thể lao thượng triều, cô sẽ bàn bạc đối sách với các người. Nếu như vẫn muốn khuyên cô lội quân, các ngươi đều rút lui xuống hết đi. Xin quân thượng đợi đã. Tiêu thừa tướng sắp tới rồi. Tiêu công, đây là ý gì? Thần Tiêu Ngọc tham kiến quân thượng. Để bảo vệ đại cương, đêm nay quân thượng phải chết. Lúc cô lật đổ triều hổ, triều chính hổ bại đó, đã biết sẽ có một ngày mưu phản, chỉ là cô không hề nghĩ tới sẽ là những người các ngươi. Những người dân bị cắt xén lương thực sắp chết đói, bị tiểu nhân hiểm hại, hơi thở thoi thóp ở trong lao ngục, bị tẩy chay đến nỗi cửa nát nhà tan, bị người nói nữ tử không có thể, không thể có tài năng, bị đuổi ra biên cương làm trâu làm ngựa, bị xem như là tiện dân ở bên ngoài. Là cô đã sửa án cho các người, giúp các người thực hiện tham vọng mà không cần phải tư lự. Cô xem các người như là thân nhân, mà các người lại muốn phản bội cô, chỉ bằng mấy người các người. Tiêu công, ngươi là thừa tướng của một nước, vốn đã đứng trên vạn người, tuổi đã già rồi, tại sao lại dẫn đầu mưu phản? Lẽ nào khi chết, muốn thử ngồi lên vương vị này sao? Thần không dám, vương vị này là của thái tử. Nhi thần Chu Bắc tham kiến phụ vương. Cô dạy ngươi thế nào làm vua, coi ngươi như là nhi tử dưỡng. Vương vị vốn sẽ truyền cho ngươi, mà ngay cả ngươi cũng muốn tạo phản, rốt cuộc là vì sao? Bởi vì quân thượng già rồi, nhuệ khí từng chinh chiến xa trường, nay đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nhu nhược yếu hèn. Lúc thần ở trong nào lần đầu gặp được quân thượng, đã nhìn thấy khí thế sắc nhọn mà vững vàng của một vị đế vương.
vậy nên mới cam tâm tình nguyện phụ tá ngài. Nhưng ngài bây giờ quá là nhân từ chứ không phải là minh quân. Sau khi hành lập cương hiền giám, những học sinh ngoài thái tử ra đều có một chức quan trong triều. Ngài muốn quy tắc nhân chính thâm sâu vào xương tủy của đại cương, thay thế chúng lão thần không phục đó, hoàn toàn lật đổ triều chính, dùng nhân chính thu phục người khác, hiện thực hóa thời đại thịnh thế trong lòng. Chỉ đáng tiếc điều đó là hoang đường. Thái bình chỉ có thể tạo ra từ vũ lực. Đại cương bây giờ đã lăm bè bảy mảng. Nội, lão thần trong triều tức giận bất bình, ngoại, biên tộc xâm phạm, mà binh lực của đại cương qua 30 năm đã giảm đi một nửa. Nếu giờ ngài vẫn muốn đàm phán với biên tộc, không nhường ngôi vị, đại cương chắc chắn là sẽ chết. Tiêu Ngọc, ta đã trải qua 3 triều đại, hiểu rõ một đạo lý. Nếu muốn thái bình thực sự, chính và ác phải cùng tồn tại, đế vương phải chế ngự cái ác chứ không phải là tiêu diệt cái ác. Còn có một chuyện, Chu Bắc là thái tử cũng là cháu trai của thần. Nó tên là Tiêu Chu Bắc. Sung túc sinh dục, nghèo túng sinh trộm. Ngài một lòng vì dân, nhưng lại không biết dân chúng sau khi ấm no, rất nhiều người lòng mang bất mãn với ngài. Tại sao Trường Ninh Thành có thể ca múa mừng thái bình, trăm hoa đua nở, mà họ phải vất vả làm lông, chờ mong sự phồn hoa như Trường Linh? Thậm chí còn có kẻ mất đi ý chí giữ nước, đi vào binh mà có thể chặt tay chân mình. Muốn cứu dân, trước hết phải chế ngự dân. Từ và ác cùng tồn tại, đại cương mới có thể thái bình. Xin lỗi phụ vương, để bảo vệ đại cương, nhi thần chỉ còn giết người. Tiến lên, bảo vệ đại cương. Ta thông thần, ta có nên giết những người này hay không? Vãi, trả lại luôn. Ngươi là vương cổ bọn chúng, giết hay không giết, sao ta quyết định được? Làm bách tính yên vui, thiên hạ thái bình, không có chiến loạn, lẽ nào tất cả những thứ mà ta làm đều sai hay sao? Chỉ có chiến loạn không ngừng mới có thể giữ vững thái bình ư? Chỉ có giết tất cả những người chống lại ta mới củng cố được đạo mà ta luôn kiên trì. Ta sớm đã không phải là thằng nhóc không dám dẫm đạp ngay cả một con kiến rồi. Giờ ta vì vương vị mà hai tay đẫm máu, trong lòng chỉ có phẫn nộ và oán hận. Vì cừu chấm dứt chiến loạn, ta mới lựa chọn làm vương. Nếu như phải tiếp tục chiến loạn mới có thái bình, vậy vương vị này chẳng có ích gì. Giết người cừu rằng, nhưng mà ta lại không biết gì về khống chế nhân tâm. Làm vương mà không rõ thứ này, đáng ra ta phải chết cùng với A Lương. Sai không phải là người mà là phàm nhân. Thiên hạ là của vạn vật chứ không hề thuộc về phàm nhân. Trên một thảo nguyên có một đàn cừu sinh sống. Đột nhiên có một con trong đàn hóa thành sói. Bất không đói hoài gì mà ăn thịt đàn cừu. Một con cừu không thể nào tồn một mình ở bên ngoài, vậy nên không có một con nào lựa chọn rời đàn. Thời gian qua đi, đàn cừu lựa chọn hợp lực cừu giết chết con sói. Nhưng lại có một con cừu nữa hóa thành sói. Để không bị giết chết, nó chiêu cừu ra làm đủ loại, chỉ ăn những con bị cô lập. Đàn cừu không ngừng tiến lên, mở rộng lãnh địa, quy mô ngày càng lớn. Từ đó xuất hiện những con đầu đàn mới quản lý đàn cừu. Khi thảo nguyên đó không đủ để nuôi một số lượng cừu lớn đến như vậy, sói đầu đàn đã mang chúng đi đến thảo nguyên khác. Khi đến thảo nguyên mới, phát hiện có một đàn cừu khác. Việc tranh đoạt địa bàn đã dẫn tới chiến tranh. Ngày ngày trôi qua, chỉ cần ở đâu có cừu, nơi đó sẽ xảy ra tranh chấp. Bọn chúng cho rằng thiên hạ thuộc về đàn cừu mạnh nhất, khỏe nhất. Những con vật đứng ở trên vạn vật như bọn chúng không bao giờ để giống loài khác vào trong mắt. Người nào cừu cũng là sói, chỉ cần có cừu thì sói không thể nào giết hết được, chiến tranh cũng không thể nào chấm dứt. Chỉ cần có cừu thì sói không thể nào giết hết được, chiến tranh cũng không thể nào chấm dứt. Ta nói ngươi có đế vương chi tướng, không phải để ngươi trở thành vương của bọn chúng, mà là trở thành vương của vạn vật. À, mệt rồi. Ông mau tỉnh lại, hắn không phải là phàm nhân, hắn là tán sĩ.
Không nhầm chứ, hình như mặt của quân thượng trẻ tuổi hơn rất nhiều. Nghĩa là quân thượng biết thuật cải lão hoàn đồng. Nếu đúng là như vậy, so với Ngân Hổ đại tướng quân từng danh chấn thiên hạ năm đó, thì hơn chục người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ngăn hắn lại. Ai lấy được đầu của hắn sẽ được ban thưởng vạn lượng hoàng kim, phong làm vạn hộ hầu. Không phải sợ gì cả, đó chỉ là thuật dịch dung. Hắn ta chỉ là một lão già tay không tức sắt mà thôi. Mãnh hổ không địch nổi một bầy sói. Giết cho ta. Người sao? Không làm cũng được. Hoa ác quả đã lở rồi. Thời cơ của Lâm Thu cũng đến rồi. Ông... Người đừng có qua đây. Chút gan dạ này sao làm được đế vương cơ chứ? Đứng dậy. Sau này thiên hạ chính là của người. Dùng đao của người bảo vệ thái bình thịnh thế này đi. Sư phụ, cuối cùng người cũng cho con xuống núi. Người muốn mang đồ nhi theo để trừ yêu hay sao? Không phải, tuy người đã khống chế được bốn loại trận thuật, nhưng mà vẫn chưa thể nào thi triển hết uy lực của nó. Còn không phải là do sư phụ không cho, nói cái gì mà lực phá hoại quá lớn, nút xuống núi không được tự ý sử dụng hay sao? Lời mà vi sư mang ngươi đến, có thể thi triển bốn loại trận thuật mà không cần cố kỵ gì cả. Quả nhiên. Thú vị thật, đây là lần đầu tiên đồ nhi thấy nhiều cát vàng như vậy đó. Nơi này là một sa mạc mênh mông, ngàn dặm xung quanh đều không có người ở, ngươi có thể tùy ý thi triển trận thuật. Sư phụ tránh xa ra một chút đi. Đồ nhi phải là một trận thống khoái. Sảng khoái. Quá là sảng khoái. Sư phụ, toàn thân của đồ nhi đột nhiên đau quá. Đồ nhi bị sao vậy? Sư phụ cứu ta. Tạm biệt Lâm Thu. Một ngày nào đó, trên trời rớt xuống một hỏa cầu. Nó được một lâm phu gần đó phát hiện và giao cho triều đình. Vật đó kiên cứng vô địch, được xưng là Vẫn Thạch. Hoàng đế đã phái đại sư rèn kiếm giỏi nhất lúc bấy giờ, kinh nghiệm đếm bằng thập kỷ rèn ra một bảo đao tuyệt thế. Hoàng đế trao thanh đao đó cho Trấn Quốc đại tướng quân đương thời Trai Tín. Trai Tín đại tướng quân cả đời chưa từng bại trận. Hắn xếp hàng lão cửu ở trong Trai gia. Hoàng đế vì thế ban tên bảo đao là Trai Cửu. Hy vọng hắn giống như là bảo đao, kiên cố vô địch, trăm trận trăm thắng. Sau khi truyền thừa ngàn năm, truyền đến nguy triều.
Hồn phách chết dưới thanh kiếm lên đến 100.000 người vô cùng thị huyết. Nhưng mà trong đại chiến giữa quân Ngụy và Hắc Cương, chủ nhân tử trận, nó bị bỏ quên ở trên chiến trường hồn ngang xác chết. Dưới lễ rửa tội của ngàn năm vong hồn, sản sinh ra yêu khí hóa thành yêu đao. Chấp nhiệm sát sinh khiến cho lòng của nó, khiến nó lóng lòng muốn tìm một vị chủ nhân tiếp theo tiếp tục sát sinh. Đại vương, tôi đã bắt được tế phẩm hôm nay rồi. Mau quỳ xuống cho đại vương. Sẽ không rước phiền toái gì đó chứ? Xin đại vương yên tâm, tên này là Sơn Tặc, cho dù có chết 100 đứa cũng không kinh động đến yêu thành tỷ. Cho ngươi chết rõ ràng một chút, thanh đao này của ta phải uống máu mỗi ngày, nếu không ta sẽ chết. Cầu xin đại vương tha cho tôi một mạng, tôi có thể quay về đem 10 người đến hiến cho đại vương, mỗi ngày đều có thể hiến. Lời này là thật. Trên thân vạn xác, Sơn Tặc chúng tôi mỗi ngày bắt 10 bình dân quả thực là dễ như trở bàn tay. Còn tưởng ta sẽ tin mấy lời sằng bậy đó của ngươi. Còn có mũi của tên khác, còn có mùi của tên khác. Mình không hề có ác ý, chỉ muốn tìm một nơi vắng người dừng chân. Mong có thể làm đạo này không xâm phạm đến ai. Đúng lúc Bá An đang định phản kích, đột nhiên cảm giác ngứa ngáy sau lưng. Đại lúc hắn phản ứng lại, những yêu linh xung quanh đã bị giết sạch trong trước mắt. Từ sau lưng của hắn duỗi ra một chiếc xúc tu, Bá An phát hiện hắn có thể dùng ý thức để điều khiển nó. Thậm chí còn nhìn thấy linh hồn của yêu linh sau khi chết, hơn nữa linh hồn đó đầu tự động đi vào cơ thể của Bá An. Lúc đó hắn mới nhận ra đó chính là dị lăng sau khi sở hữu song đồng. Tất cả yêu linh ở trên ngọn núi này đều dưới trướng của ngươi hay sao? Ta muốn ở tạm nơi này, chỉ mong hai bên không làm phiền nhau. Làm phiền một chút. Quả là thú vị. Ngươi cho rằng đồ ăn đã đưa đến tận miệng thì ta thật sự sẽ nhả ra hay sao? Hiểu rồi. Có lòng khuyên mà không nghe, vậy ta đành phải trở thành tân vương của nơi này thôi. Bá An đã nhìn ra chấp niệm trong thanh đao đó. Hắn không biết sau khi sở hữu song đồng sẽ có năng lực gì, vậy nên đã nảy ra suy nghĩ ban linh hồn cho thanh đao. Hắn truyền yêu linh hồn vừa hấp thu vào thanh đao, làm nó có được sinh mệnh. Sinh vật được Bá An ban cho linh hồn, trong lòng chỉ có hai quy tắc. Một, nhận Bá An làm chủ nhân. Hai, chỉ trung thành với hắn. Ta đã thấy trên thân đao có khắc tên, về sau ngươi gọi là Trai Cửu đi. Vâng. Ta phải lên trên tòa cao sơn đó tu luyện, không hy vọng bất cứ ai làm phiền. Nếu có kẻ xâm nhập, khuyên bảo chúng trước, nếu không nghe thì cứ giết đi. Vâng. Người vừa mới sinh ra, tò mò về mọi thứ cũng là bình thường, đi xem đi. Vâng. Thật đáng kinh ngạc, một thanh đao thị huyết với chấp niệm sâu như vậy, sau khi biến thành yêu linh, lại có năng lực trị liệu, còn có thiện niệm như này. Rất tốt, sau này cứ để nó ở bên cạnh đi. Lúc Bá An bị bế quan tu luyện, đã phát hiện hắn có năng lực thu hút vong hồn của người khác, còn có thể ban nó cho kẻ khác. Hắn muốn thử xem linh hồn của bản thân có thể thoát ly thân thể hay không. Vậy nên hắn đã lĩnh ngộ ra. Trong lúc Bá An tu hành ở trong động, thái tử của cương quốc Châu Bắc chiêu cáo thiên tử vì bệnh băng hà đang cương vị, chuyển quốc hiệu thành Bắc Cương. Hắn nhân lúc quốc lực vẫn còn, dẫn phát chiến tranh với dị tộc của Bắc Bộ tạo phản. Sau khi thắng lợi, lại thừa thế quét hết dị tộc xung quanh. Chỉ dùng 35 đã tiêu diệt tất cả dị tộc xung quanh và thực hiện ước cường quốc thịnh thế trong lòng.
hắn lợi dụng chính quyền và các tướng lĩnh làm cho Bắc Cương hùng mạnh, kẻ lập công được phong đất thêm tước. Nhưng khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng rộng lớn. Trong các chuyến ngoại phạt, không phải là chiến tranh thì là thiên tai xảy ra. Thuế khóa tòng quân tăng lên, triều đình tuy có phần nào kiểm soát, nhưng mà dân chúng vẫn khốn khổ, sinh ra oán khí. Lão già kia đi một mình như vậy, chắc chắn là giấu đồ ăn ở bên trong bị giao hết ra thì tha mạng cho ông. Máu trên đao của bọn ta là máu người đấy. Chia đồ ăn cho các người, lão phu cũng sẽ chết đói đó. Làm nhảm vừa thôi, trong thế đạo hiện giờ, còn nghĩ ta không dám giết ngươi ư? Yêu quái! Nếu mình không ra tay cản trở, ông lão này sẽ bị hai tên đó giết chết, còn tưởng sẽ bị đói chết. Những nạn dân này nếu không phải là giết chóc cướp giật thì cũng sống như là những khối thây ma mà thôi. Sống trong thế đạo như này cũng không có ý nghĩa gì cả. Lên thay thân thể khác rồi. Mình đang ở đâu đây? Ây, tại sao lại có người chết? Xuất dương thần của Mã An có thể dễ dàng nhập vào cơ thể của người thường. Hắn dùng phương thức du lịch tứ phương đó, thể nghiệm những cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Hắn phát hiện ra cái ác của con người còn ghê tởm hơn cả trong tưởng tượng. Những người bất hạnh hơn bản thân nhiều vô số kể. Hắn còn phát hiện những yêu vật hiển ác trong miệng của con người chỉ tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé tự nhiên, chứ không hề có ác ý. Rất ít xuất hiện tượng đồ sát con người quy mô lớn mà con người lại mang đầy ác ý với đồng loại. Theo thời gian, những trận tàn sát vô nhân đạo ở khắp mọi nơi, ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn người. Tuy yêu linh mạnh hơn con người, nhưng mà có yêu thành ti tồn tại, bọn chúng chỉ có thể trốn ở những nơi hoang vắng. Bởi một khi phát hiện ra yêu linh hại người, yêu thành ti sẽ lập tức tiêu diệt. Mà những yêu linh nhỏ yếu bị con người bắt cóc, bị con người bắt hoặc là giết bán buôn, hơn nữa không được nhận một chút thương hại gì. Cuối cùng Bá An nhận ra nơi nào có con người tồn tại, nơi đó sẽ có vô cùng tận ác liệm, thiên hạ cũng không thể nào thái bình. Con người mãi mãi không học được giáo huấn và lịch sử bi thảm đầy ác ý sẽ luôn lặp lại. Cứ như vậy, tham niệm con người sẽ phá hủy sinh vật và tự nhiên. Sau khi du lịch thiên hạ trăm năm, hắn đã tìm ra tân chí hướng. Trai kiểu. Dạ. Ngươi cùng ta xuất sơn, ta muốn xây dựng một quân đội. Địch nhân là toàn nhân loại trong thiên hạ. Vị trí của Lâm Thu chính là ở đây. Rất tốt, qua gần 200 năm, nơi này vẫn hoang vắng như vậy. Cả ngày phải giả điệu bộ của sư phụ, mệt chết ta rồi. Giờ xem chất lượng của Lâm Thu hiện giờ ra sao thôi. Chất lượng lần này cuối cùng cũng thay đổi. Lâu rồi không gặp ha nhóc à. Thôn dân đã phong ấn tôi vào trong hũ không biết bao lâu rồi. Khi tôi tỉnh lại, quán niệm đã khiến bản thể của tôi biến thành một nhân tiêu, chiếm cứ thân thể này, mà tôi vẫn giữ được ý thức con người, nên đã biến thành dáng vẻ này, ẩn nấp ở trong cơ thể của nhân tiêu. Cái tên gọi là Bá An đó, hóa ra đã xấu xa từ trong trứng rồi. Hại người thành dáng vẻ này, quả là ác đến cực điểm. Các ngươi vào sinh ra tử nhiều năm còn là anh em tốt, ngươi xác định hắn chỉ là con của một quan, của một tướng quân ư? Tôi chỉ biết hắn xuất thân từ Bá gia, phụ mẫu song vong. Chưa từng ép hỏi gì hắn, chỉ vì không muốn hắn nhớ lại chuyện buồn mà thôi. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Vất vả cho cậu rồi. Tuy rằng không thể nào biến cậu trở về nhân loại, nhưng mà có lẽ sẽ có cách. Làm ác liệm của nhân tiêu biến mất, cậu có thể lấy lại bản thể.
nhưng mà sau khi nhân tiêu đó thức tỉnh, đã dùng thân thể của tôi giết rất nhiều người. Cho dù quay về bản thể, tôi còn có thể sống trên thế giới này hay sao? Thời đại đã thay đổi rồi, bây giờ con người và nhân tiêu có thể chung sống hòa thuận. Nếu như cậu để ý những mạng người đó sau khi cướp lại thân thể, dùng năng lực của mình giúp đỡ nhiều người hơn nữa là được. Dù trước hay sau, cậu vẫn là Tô Dã Kiều. Chỉ cần bảo trì nhân tâm, bất kể diện mạo cậu như thế nào trong mắt của chúng tôi, cậu vẫn là Tô Dã Kiều, người đã giữ vững bản tâm đi theo chính đạo. Nghe lửa ngay, cuối cùng chả có tình báo nào có ích cả. Không hẳn. Trên tu vi, từ câu chuyện của hai người bọn họ, cậu chắc hẳn đã phát hiện ra gì rồi nhỉ? Tiểu Đào mạnh dạn đoán à? Lúc bọn họ gặp nhau, Bá An đang bị yêu linh truy sát. Lúc đó Bá An chỉ là một thiếu niên bình thường. Sau khi Tô Dã Kiều giấu hắn ở trong một phá miếu, đã phát sinh ra biến cố gì đó. Không sai, tuy hắn là con của tướng quân, có thể phách mạnh mẽ, nhưng mà cũng không địch nổi Hổ Yêu nên mới chạy trốn nhỉ? Hổ Yêu theo sát phía sau, nếu chỉ trốn ở trong miếu thì chắc chắn là sẽ bị phát hiện. Vậy mà hắn có thể bình yên vô sự mà sống trong miếu vài ngày. Vậy nên chắc chắn là có người đã cứu hắn. Là ai, có mục đích gì, không thể nào biết được. Tiểu Đạo đoán là cơ thể của Bá An đã biến đổi từ khi ra khỏi miếu rồi, mà phương thức luyện chế nhân tiêu đến phái Phương Tiên chúng ta cũng không biết được. Có thể giúp hắn sống ngàn năm, còn có thực lực mạnh như vậy, chắc hẳn là người cứu hắn ở trong miếu đã làm. Đây cũng là chuyện ta đang lo nghĩ. Người thân bị giết hại trong loạn thế, không đến nỗi làm hắn có trách nhiệm lớn như vậy, nên kế hoạch cả ngàn năm để tiêu diệt nhân loại. Có thể là một đứa con của tướng quân vốn phẩm hạnh đoan chính biến thành Bá An hiện giờ, người đó chắc hẳn cũng có năng lực phi thường. Khả năng tên đó mới là kẻ địch của chúng ta bây giờ. Không nói chuyện tìm được Bá An kiểu gì, tên đứng sau mà chỉ sợ còn bí ẩn hơn nhiều. Nghe mà đầu tôi sắp lổ luôn rồi. Trước không nói sau lưng của hắn có tên nào, giờ ngay cả Bá An ở đâu chúng ta cũng không biết. Ít nhất chúng ta cũng biết được nguồn gốc của hắn. Sau khi Bá An phong ấn Tô Dã Kiều vào hũ, tâm trí nhất định là đã có thay đổi lớn. Hắn nhất định là sẽ không an phận làm một thường dân. Trong lịch sử cương triều chắc chắn là có dấu vết của hắn. Tư liệu lịch sử mà Phương Tiên Phái ghi chép được giấu trong thư các. Tiên Phu Tù, Phương Tiên Phái các cầu am hiểu lịch sử, nhờ cậu vất vả điều tra một chuyến. Được. Trang tiểu thư, nhân lúc ở trên núi tôi sẽ dạy cô thần du. Học được chiêu này, cô có thể xâm nhập ý thức của người khác hay là của chính cô, tiện cho cô quan sát động thái của nhân tiêu trong cơ thể. Cảm ơn tôn sĩ. Tuy không đảm bảo trước khi xuống núi có học được hay không, nhưng nếu dạy cô phương pháp tu luyện chắc chắn là sẽ có ngày tu thành. Vậy con thì sao? Sư phụ chắc chắn còn rất nhiều chiêu thức chưa dạy con nhỉ? Suýt quên tiểu tử nhà mì. Trước khi xuống núi chắc con cũng nhớ hết tiết tu hành hàng ngày của mình nhỉ? Mỗi ngày từ sáng đến trưa phải niệm kinh thanh kinh. Ta đã cho người sắp xếp phòng cho khách rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi Đường ca, lúc đó anh xuống núi lúc mấy tuổi vậy? 18. Hả? Muốn tham gia yêu thành ti cũng phải đủ 18 hay sao? Không cần, tôi xin sư phụ rõ lâu, lão ta mới đồng ý cho đi. Tên nhóc đó chơi cái gì vậy? Nhìn thú vị thật đó. Trong thành thị nhiều thứ hay ho thật, chỉ tiếc sư phụ không cho mình xuống núi. Kiểu tử thối, ai cho phép mi ra ngoài? Sư phụ, đồ nhi đang luyện phong truyện thuật mà, nào có tâm tư chơi. Hơn nữa, đồ nhi cũng đâu có xuống núi, chỉ bay lên không thôi mà. Cưỡng từ đoạt lý, phạt ngươi liệm kinh thanh kinh 3 ngày 3 đêm ở chỗ vi sư đả tọa. Sao không phục hả? Lời sư phụ, sao con dám không phục? Chỉ là đồ nhi không rõ, tu luyện một thân bản lĩnh sao không thể nào xuống núi trừ yêu cơ chứ? Nếu đã không cho con xuống núi, vậy tại sao vẫn dạy tứ truyện thuật cho con? Đồ nhi chỉ nghịch ngợm một chút thôi. Những lời lao của sư phụ mà đồ nhi không nghe cơ chứ? Dù vậy người vẫn không cho con xuống núi. Đối với đồ nhi lúi lại như là lồng chim vậy. Thấy, không phải sư phụ dặn dò đó chứ? Đồ nhi chỉ kêu ca tí mà thôi, người đừng tưởng là thật. Cho dù là không xuống núi, ở cạnh sư phụ cũng rất vui mà.
Đây là bí mật, đây là mật thất do tổ sư gia đã thiết lập, chỉ có bí thuật ở trên tay trưởng môn của đạo tri mật phường mới mở ra được. Ta là trưởng môn đời thứ 17 của đạo tri mật phường Lý Dịch Xuyên. Mật thất này ẩn giấu tiểu đạo mật thư mà tổ sư gia Quảng Thành Tử đã để lại. Đó là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, trưởng môn đều có quyền giải quyết. Mà đến đời của ta chỉ còn lại một vật. Trên mật thư có hả chuyện thật của tổ sư gia, không phải là đạo tri mật phường thì không thể nào chạm vào. Nếu không kẻ động vào sẽ bị thiêu cháy hoàn toàn cùng với mật thư. Đi theo ta. Sư phụ, hết giận rồi sao? Chúng ta đi đâu vậy? Cắt tóc cho con. Hình như này ngoan hơn nhiều rồi đấy. Quả đầu lấm bãi cứt thật. Sư phụ quá đáng lắm rồi nha. Tuy rằng đồ nhi làm người tức giận, nhưng không đến nỗi phải hủy hoại kiểu tóc đẹp trai của con chứ. Xong rồi, sắp tới không thể nào gặp người nữa rồi. Vậy sao? Vậy ta đành phải bảo sư tỷ dưới núi lái xe đi rồi. Long quỳ sư tỷ đến làm gì? Không phải con muốn xuống núi bắt yêu hay sao? Sư phụ, người cuối cùng cũng đồng ý rồi. Thiên tài bắt yêu như con, nếu bị mai một ở trên núi cao thì quá là đáng tiếc rồi. Nhớ lời của sư phụ nói, nếu không ta sẽ xuống núi bắt con về. Nhớ kỹ rồi, phục tùng tuyệt đối ý chỉ của sư phụ, không được thi triển trận thuật có sát thương vượt quá tam nồi, trừ phi sư tỷ cho phép. Nhớ kỹ, hành sự điệu thấp màu, đừng cứ hấp ta hấp tấp. Con đại biểu cho hình tượng của đạo tri mật phương đấy. Sư phụ, đồ nhi đi rồi, đồ nhi sẽ nhớ người đó. Không cần phải như vậy, không rước phiền phức cho ta là vi sư đã tạ trời tạ đất rồi. Đi đi. Sư phụ cứ chờ xem, con tuyệt đối sẽ không làm mất mặt đạo tri mật phương chúng ta đâu. Mình không nhẫn tâm để Đường Ca trước khi chết còn bị nhốt ở trong núi. Như nó đã nói vậy, đây chính là lồng chim của nó, trong cuộc đời ngắn ngủi đó cũng nên trải nghiệm thế gian một lần. Lúc Đường Ca xuống núi, mình còn tưởng sẽ mạo phạm lời của tổ sư, không dám mở mật thư trước khi nó đi. Không ngờ tổ sư ra cũng tính đến suy nghĩ của mình rồi. Đã như thân sinh đi ở tự quyết. Sư phụ mình đã dặn Đường Ca không được xuống núi, nhưng mà tổ sư ra, nếu năm đó ngài đã tính được con muốn cho Đường Ca xuống núi, chắc chắn là cũng tính được. Sự tồn tại của người thần bí sau lưng cổ bá an nhỉ? Liệu hắn có phải là kẻ địch cuối cùng của chúng ta hay không? Ngoại ô của thành phố Hắc Diệu, hầm trú ẩn bỏ hoang. Không còn bao lâu nữa nhỉ? Quân thượng, chắc là cũng sắp đến rồi. Thuộc hạ Lam Sa bái kiến quân thượng. Thuộc hạ đã chuẩn bị quần áo cho ngài, vất vả rồi. Ta cũng đã chuẩn bị lâm nhục thân thể theo yêu cầu của ngài. Quân thượng tu hành đạt đến cảnh giới ma, giống với tiên, không bị ràng buộc bởi nhục thân và linh hồn, chỉ với thần lực đã có thể sống sót trên thế gian. Mà cỗ năng lượng thần bí này được ẩn chứa ở trong đan điền, được gọi là nguyên thần, trừ phi tu được tiên hoặc ma, phàm nhân không thể lao tụ thạch bản. Mà quân thượng chẳng những tu được nguyên thần, hơn nữa còn có thể hấp thu những hồn phách, đồng thời hoàn hảo xuất ra không chút hao tổn gì. Nhân nhân Quảng Thành Tử, Quảng Thành Tử, phiên thân ấn chỉ có thể giam cầm nhục thân và linh hồn, không thể nào giam giữ được nguyên thần. Dưới cho cùng loại năng lực này nhảy ra khỏi tam giới, không có trong ngũ hành. Linh hồn của ngự lâm ngũ tướng ở trong nguyên thần của quân thượng được bảo vệ. Bằng cách này có thể trốn về hiện thế. Quân thượng lại dùng thuật chuyển sinh, đưa linh hồn vào trong lâm cỗ nhục thân. Trọng tố ngự lâm, ngũ tướng chân thần. Có thể may mắn nhìn thấy thần kỹ như thế này, đời này không nuối tiếc. Chuyện thay mặt giao ta việc cho Thư Như sao rồi? Đã giao. Một tháng sau, dùng tịnh ninh hồ đánh thức tứ đại cương vương. Thời gian vừa đúng lúc. 30 ngày sau.
Ngự Lâm Ngũ Tướng và Tứ Đại Cương Vương sẽ tỉnh lại. Tìm tất cả văn thư về Ngụy Triều và Cương Triều ra.